Tập 47. Cái này là gì? Sao lại ở trong phòng của mình? Sao lại như vậy chứ? Linh Linh, sao con ngồi ở đây? Linh Linh, sao con không nói gì hết vậy? Tại sao bà còn những đứa con khác nữa mà bà không kêu họ lên cho bà, mà lại kêu Hồng Mỹ Phụng phải ly hôn dài lâu cho bà? Bà có biết là từ khi tôi được sinh ra, người ta đã kêu tôi không có mẹ được không? Bà quá đáng lắm. Người ta nói mẹ con không có chuyện thù dai. Nếu như chúng ta không thể làm mẹ con thì có thể làm bạn được không? Ai thèm làm bạn với bà chứ. Nếu đã vậy, con tới đây làm gì? Cái này cho bà. Đây là... Không phải bà muốn bù đắp cho tôi sao? Ý của con là... Tôi đói bụng rồi. Nè, con ăn đi. Ăn thử coi có vừa miệng không. Sao rồi con, ngon không? Tú Tú à, anh nói cho em biết, con người anh Phi Hùng đó không thật thà đâu. Chắc chắn anh ta biết chúng ta yêu nhau, cho nên muốn cướp em từ tay của anh đó. Bắt đầu từ hôm nay, anh không cho em tới chỗ của anh ta nữa. Nhưng mà anh kêu em đừng đi thì đừng đi. Cho bà nè. Đây là bà Mỹ Phụng. Bà từng nói bà muốn bù đắp cho tôi. Hôm nay là lần đầu tiên tôi cảm nhận được thành ý của bà. Sau này mỗi lần bà làm chuyện gì khiến tôi cảm động, tôi sẽ tặng cho bà một con bướm, cho tới khi cái hũ này nó được đầy lên bằng những con bướm thì tôi sẽ chấp nhận bà. Được. Tôi về đây. Đã khuya rồi, mẹ đưa con về. Tôi không phải trẻ con nữa đâu, tôi có thể tự về được.
Nè Phi Hùng, Giang Hải, khuya vậy rồi sao anh còn tới đây? Giang Hải, sao vô cớ anh đánh tôi vậy? Anh làm vậy là có ý gì? Ý gì là sao? Bây giờ anh muốn nói gì đây? Anh biết quá đó là tôi thích Tú Tú, sao anh còn dám tặng giày cho cậu chứ? Anh đang cố tình muốn giành Tú Tú với tôi có đúng không? Cho dù tôi thích Tú Tú thật đi nữa, cô ấy chưa chồng còn tôi chưa vợ, có gì mà không đúng chứ? Phi Hùng ít. Giang Hải, tuy chúng ta là bạn bè của nhau, nhưng mà anh là người đã có vợ rồi đó. Anh bắt cá hai tay như vậy, đối với Tú Tú, đối với Hiểu Ngọc có công bằng không? Tôi chỉ yêu đương trên tinh thần thôi mà, có chỗ nào không đúng chứ? Anh là người đã có gia đình, nếu như anh là một người thật sự có trách nhiệm, một người đàn ông có khí phách, thì anh phải có trách nhiệm với gia đình, với vợ con. Anh vừa đùa giỡn với tình cảm của Tú Tú, để còn phụ lòng Hiểu Ngọc, anh làm vậy đúng không? Đó là chuyện tình cảm cá nhân của tôi, Tú Tú, Hiểu Ngọc và tôi, tất cả được cam lòng tình nguyện mà, liên quan gì tới anh chứ? Giang Hải à, anh, đáng lẽ là tôi có ý tốt, bây giờ anh còn có ý đồ với Tú Tú, vậy tình bạn chúng ta chấm dứt từ đây. Sau này tôi sẽ không cho phép Tú Tú tới chỗ anh học làm giày nữa. Nếu anh mà dám làm chuyện khiến cho Tú Tú hoảng sợ đó hả, tôi tuyệt đối sẽ không tha cho anh đâu. Ôi, cái thằng quỷ sứ vừa nó đóng cửa nghỉ lập tức chạy như bay đi hẹn hò liền. Đóng cửa mà cũng không biết lấy cái bảng ra treo lên nữa. Vậy chẳng lẽ các người bỏ đi chơi còn lại mình tôi bán hàng hay sao? Ôi, không biết lớn nhỏ, đúng thiệt là bực mình. Trời ơi, Mỹ Phụng à, một mình cô ngồi đây bộ muốn hù chết tôi hay sao chứ? Cô sao thái độ cô kỳ cục vậy? Cô đang khóc hay đang cười sao tôi không hiểu vậy? À Thủy Sư, anh có biết là tôi đang vui lắm không? Cô vui chuyện gì? Anh trúng độc đắc hả? Nó tới tìm cô, nó nói sẽ cho tôi cơ hội để bù đắp. Con người tới tìm cô, ý cô nói con gái của cô có phải không? Ê, trời ơi, con gái cô khôn lanh gần chết luôn, nó khó lấy lòng như vậy mà bây giờ nó đồng ý nói chuyện với cô luôn rồi hả? Phải vậy không? Chỉ cần nó đồng ý cho tôi cơ hội bù đắp cho nó, muốn tôi làm cái gì tôi cũng chịu hết. Con gái của cô đồng ý trở về sống bên cô, hơn nữa còn chịu nhận lại cô. Nè, tôi vui mừng cho cô, chúc mừng cô nghe. Cảm ơn anh. Sao lại cảm ơn tôi? Con gái của cô chịu nhận lại cô, chịu về sống bên cô, đó là do nó đã nhìn thấy rõ người mẹ như cô đã hy sinh quá nhiều cho nó như thế nào. Người cô phải cảm ơn là cô chứ không phải tôi. Thứ vô giá nhất trong cuộc đời chính là tình bạn và tình thân. Cha mẹ với con cái là thứ cần trân trọng nhất. Chỉ cần Linh Linh đồng ý cho tôi cơ hội để bù đắp, như vậy là tôi mãn nguyện rồi. Bởi vậy tôi nói kiếp trước không biết cô nợ người ta nào là ơn cha mẹ, nợ con cái, nên kiếp này phải trả hoài không hết. Được rồi, may mắn về xui xẻo đi. Chúc cô từ nay về sau sống trong cuộc sống vui vẻ hạnh phúc nhiều nha. Thôi được, nói tới hạnh phúc vui vẻ, bây giờ tôi kể một chuyện không vui vẻ. Cô có biết không, chủ tịch vừa mới xuất viện đã bị anh chàng tên Chép kia áp giải về nhà rồi. Tại sao lại như vậy? Thì hai người bọn họ bây giờ vẫn còn là vợ chồng mà. Bây giờ họ chưa ly hôn thì Chép vẫn còn là chồng của chủ tịch ha.
Cho nên anh ta kêu về nhà thì chủ tịch nhất định phải về nhà thôi. Cái anh chàng này chỉ biết có tiền chứ không có yêu người. Thu Nguyệt mà về nhà thì làm sao mà sống yên thân được? Tất nhiên là không được sống yên thân rồi. Không chỉ có bà ta, còn Thanh Vân với Chí Vân, hai người họ còn đau khổ hơn nữa đó cô biết không? Ý của anh là sao? Mọi người không cần suy nghĩ cũng biết, anh chàng chép đó đưa chủ tịch về nhà cũng chỉ vì tiền thôi. Quan trọng là phải nói hai người họ là vợ chồng mà ha. Vậy bây giờ Thanh Vân với Chí Vân lấy quyền gì xen vào? Không có. Họ đành phải khoanh tay đứng nhìn anh chàng chép đó lấy dao từ từ khoét túi của chủ tịch lại hết lần này tới lần khác mà không nói được cái gì. Cô nói coi, hai người họ có đau lòng không? Có khó chịu không? Hả? Con muốn dọn tới ở chung với Mỹ Phụng. Linh Linh, trước giờ không phải con ghét mẹ con lắm hay sao? Sao đột nhiên lại đòi dọn tới ở với mẹ con vậy? Bà Mỹ Phụng chỉ sanh ra con mà không có nuôi con là bà ta đã nợ con mà. Không phải bà ta luôn miệng nói muốn bù đắp cho con sao? Được thôi, con cho bà ta một cơ hội. Đây là bà ta nợ con mà, có phải không? Linh Linh à, con đã lớn rồi, hiểu biết chuyện rồi, làm gì cũng tốt đó. Tôi không cho phép. Mẹ. Bà nội, đâu phải con nhận lại bà ấy đâu. Con muốn bà ấy bù đắp lại cho con, tại sao bà không đồng ý vậy? Tuấn Sinh, năm xưa khi Mỹ Phụng rời khỏi nhà của mình, hàng xóm láng giềng đã chê cười con ra sao? Chỉ trỏ nói ra nói vùng, chẳng lẽ con quên rồi hả? Không phải mẹ không cho Mỹ Phụng cơ hội, mẹ cũng hy vọng gia đình tụi con sum họp. Rồi thì sao? Mẹ hết lòng hy vọng điều đó, cô ta cứ không hiểu. Trong lòng cô ta vốn dĩ không có con. Cô ta một lòng một dạ chỉ muốn kéo Linh Linh về cho cô ta thôi. Cô ta vốn dĩ không yêu con đừng khờ khạo vọng tưởng nữa. Còn con nữa, Linh Linh, mỗi lần trường con họp phụ huynh, mẹ con không tới dự. Các bạn trong lớp chê cười con, trong lúc con bị bệnh mẹ con ở nơi nào? Rồi ngay con tốt nghiệp, mẹ con ở nơi nào? Bây giờ con cũng giống như là ba của con, mất trí nhớ hết rồi, quên hết mọi chuyện rồi hay sao? Bà nội, thì cũng chính vì điều này nên con mới dọn tới ở với bà ấy. Con muốn cho bà ấy biết bà ấy có lỗi với con thế nào, và cũng thừa dịp này lung lay bà, để bà đồng ý về sống với ba của con. Con có mơ cũng đừng có mơ. Cô ta không thể nào trở về đây đâu. Bây giờ cô ta chỉ muốn đem con về sống với cô ta thôi. Trong lòng cô ta đâu có nhà Hồ Kim. Bà nội, bà cũng đừng nói bà ta tệ tới như vậy. Bà không cho con đi thử, cho con đi tìm hiểu bà, cho con đi chứng minh trái tim của bà ta là yếu mềm hay cứng rắn thì làm sao con cam tâm được. Phải đó mẹ, mẹ hãy cho con bé cơ hội nhìn lại mẹ của nó đi hả? Bây giờ hai người làm sao đi? Mẹ không còn cách ngăn cản hai người hả? Cha con hai người bên giận nhau đúng không? Được thôi, nếu không làm được gì thì mẹ tán thành cho hai người, mẹ dọn ra ngoài ở là được. Mẹ à. Bà nội, bà làm cái gì vậy chứ? Mẹ thật sự cảm thấy không đáng. Bà con hàng xóm nói mẹ là bà mẹ chồng xấu xa, nói mẹ ngược đãi con dâu nên con dâu mới bỏ đi. Vì gia đình này cho nên mẹ phải ráng chịu đựng. Mẹ còn tưởng cha con các người đứng về phía mẹ. Vậy mà không hề. Con trai không thèm bên mẹ mình, bây giờ ngay cả đứa cháu gái này nó cũng dành hết tình cảm cho người đàn bà đó. Mẹ sống trên đời có ý nghĩa gì? Thà để mẹ chết đi cho rồi, để không có mắt nhìn thì mẹ, tốt nhất. Được rồi bà nội mà. Con hứa với bà, con không đi nữa được chưa? Chị Mỹ Phụng. Chị Mỹ Phụng. Chị Mỹ Phụng, chị bận gì lắm mà sao chị lại có thời gian xếp những con bướm này chứ? Hay là chị xếp để tặng cho chủ tịch tụi em? Cây này là con gái của chị xếp cho chị. Ngày xưa chị rời bỏ nó, nó đã hận chị lắm, cho nên... Nếu mà nó trách hận chị, tại sao phải xếp con bướm cho chị chứ? Nó nói là mỗi lần chị làm việc tốt khiến nó cảm động thì nó sẽ tặng một con bướm cho chị. Cho tới khi nào đầy hết cái hũ này thì nó sẽ nhận chị. Mẹ con chị có thể ngồi xuống nói chuyện với nhau là chuyện vui lắm rồi. Mà sao chỉ có hai đứa tụi em ở đây? Tú Tú đâu?
Tu Tú, sao em ngồi đây, ngồi một mình thẫn thờ như vậy? Đâu có, đâu có chuyện gì đâu. Chuyện em đang lo nghĩ, có phải liên quan tới Giang Hải không? Chị Mỹ Phụng, em chỉ muốn có một mối tình chân thành đơn giản. Tại sao lại khó khăn quá vậy? Sao em lại nói như vậy chứ? Lúc em với Giang Hải ra ngoài ăn cơm, anh ấy biết đôi giày này là của anh Phi Hùng tặng cho em. Sau khi nghe em nói, ảnh giận lắm, còn bắt em phải bỏ đôi giày này đi. Em thật sự thấy sợ ảnh lắm. Em đã bỏ đôi giày rồi, sao đôi giày còn ở đây? Sau đó thừa lúc anh Giang Hải đi về nhà, em lén quay lại lượm nó về. Chị Mỹ Phụng, chị cũng biết ngày trước em từng bị phản bội tình cảm, khó khăn lắm em mới vượt qua được. Vì vậy em sợ lắm. Bây giờ em cũng không dám chắc rằng em còn muốn tiếp tục danh Giang Hải nữa hay không. Tú Tú, tình cảm là sự cho đi của cả hai phía, nếu nhiều hơn hoặc ít hơn đều không công bằng. Chị hy vọng là em nên để dành thời gian tìm hiểu, không nên quá dễ dàng tin vào người ta nữa. Chị sợ là em sẽ bị tổn thương lần nữa. Bác sĩ, tôi là chồng của Lại Thu Nguyệt. Lần trước không phải ông nói với tôi bà ấy bị ung thư giai đoạn cuối, chỉ còn sống được 3-6 tháng thôi. Thật ra bà ấy còn sống được bao lâu nữa? Anh Trương Kiệt Phu, chúc mừng anh. Bác sĩ, ông nói vậy nghĩa là sao hả? Vợ của anh đúng là thời kỳ cuối, nhưng mà tế bào ung thư trong người bà ấy đã không còn di chuyển. Bệnh tình của bà ấy bây giờ rất ổn định, vì vậy anh không cần phải lo lắm. Bác sĩ à, cảm ơn ông. Bà Trương. Bác sĩ, cảm ơn ông đã giúp tôi. Bà Trương à, tôi thực sự không hiểu, chồng của bà quan tâm tới sức khỏe của bà, tại sao bà lại gạt ông ấy? Tại tôi sợ ảnh lo lắng nên tạm thời không cho anh ấy biết thôi. Em yêu. Jeff, anh đã nghe rồi đó, bây giờ phải làm sao đây? Em đừng quá lo mà. Em không lo làm sao được. Anh cũng biết là trong kho bây giờ đang tồn rất là nhiều hàng, vốn lưu động ở trong tay mình vốn dĩ không thể nào ứng phó nổi với số tiền lương lớn như vậy, cùng với số nợ của các công xưởng khác nữa. Anh cũng đã nghe thấy rồi, bác sĩ nói bà vợ già của anh không chết sớm như vậy đâu. Chẳng lẽ anh không lo sao? Em yêu, em yên tâm đi, anh nhất định sẽ có cách bắt bà ta phải ký tên mà. Có thiệt không đó? Em yêu à, em phải tin anh chứ. Lại Thu Nguyệt, cô nhất định không được ngã xuống. Hai người này quá đáng như vậy, mình nhất định bắt họ phải trả giá đắt. Phương Nguyên à, cậu nói là cậu có tin tức của người con gái đó hả? Phương Nguyên à, cậu không gạt tôi chứ? Em nói thật đó chủ tịch. Nếu vậy thì bây giờ cô ấy đang ở đâu? Cô đã lấy chồng rồi, sanh con rồi hay là... Chủ tịch, xin lỗi nha, tư liệu ở đây nè. Em nghĩ... để anh coi sẽ tốt hơn. À,
của Huệ Thục à? Nè, nè cô Huệ Thục. Cô Huệ Thục, cô Huệ Thục à? Cô Huệ Thục, cô Huệ Thục à? Anh buông tôi ra. Trước đây tôi đã cảnh cáo anh, cách xa tôi ra càng xa càng tốt. Sao anh vẫn còn xuất hiện trước mặt của tôi vậy hả? Cô Huệ Thục à, thật ra tôi cũng không còn mặt mũi nào xuất hiện ở trước mặt cô nữa. Cô có biết là vì chuyện tôi từng làm hại cô vào mười mấy năm trước, mỗi ngày tôi đều sống trong nỗi dây dứt có lỗi với cô. Cô không cần nguyền rủa tôi đâu. Từ lâu tôi đã bị lương tâm mình dày dò rồi đó cô à. Anh cũng biết là sự xuất hiện của anh sẽ nhắc tôi nhớ lại quá khứ đau khổ của tôi. Với tôi mà nói, đó là một cơn ác mộng. Cô Huệ Thục à, tôi cũng không muốn làm vậy đâu. Tôi chỉ muốn biết về chuyện đứa con gái đó thôi. Con bé đâu rồi? Nó tên là gì vậy? Cô nói cho tôi biết được không? Hay là cô muốn tôi nhờ người đi điều tra? Anh dám? Họ Bạch kia, anh nghe cho rõ đi. Tôi không cho phép anh đi quấy nhiễu cuộc sống của nó, càng không cho phép anh gặp mặt nó. Nói như vậy á, chuyện đứa con gái là có thật, nó vẫn còn sống, nó là con gái của tôi đó. Anh có biết không, đứa con gái đó cũng tại vì tôi sanh nó ra mà hại nó không được sống một ngày sung sướng. Cuộc đời của nó đã bất hạnh lắm rồi anh biết không? Tôi không cho phép anh làm hại nó nữa, anh nghe rõ chưa? Cô Huệ Thục à, cô nói vậy không đúng đâu. Bất hạnh của mẹ con cô đâu phải do tôi gây ra. Cô nói cho tôi biết được không? Bây giờ nó đang ở đâu vậy? Tôi muốn được bù đắp cho nó đàng hoàng mà. Nó không phải như anh nghĩ, một người phụ nữ thực dụng tham tiền. Về cái chuyện tôi muốn bù đắp cho nó cũng không nhận. Anh là người gây ra chuyện thì càng không thể nào đâu. Cô Huệ Thục à, im đi. Tốt nhất anh đừng có nghĩ tới chuyện này, nếu không là anh tự chuốc lấy xấu hổ. Nó nhất định không chịu làm con gái của người như anh đâu. Tôi nói cho anh biết, nếu anh dám mở miệng nói, đừng nói là nó không tha thứ cho anh, ngay cả tôi cũng không tha thứ cho anh. Suốt đời này tôi nhất định không cho anh biết nó là ai. Đây chính là sự trả thù lớn nhất đối với anh đó. Cô Huệ Thục à, cô hãy nghe tôi nói đã. Tôi cảnh cáo anh, tôi không cho phép anh tìm nó. Mấy ngày nay, phòng khám y mỹ của chúng ta tổ chức khuyến mãi thường niên mỗi năm một lần. Tôi hy vọng mọi người hãy lợi dụng cơ hội lần này mà tiêu thụ thành công tất cả những sản phẩm cũng như những dịch vụ của phòng khám chúng ta. Dạ. 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 Cảm ơn mọi người đã hợp tác hết lòng. Cảm ơn rất nhiều. Cố lên. Dạ. À, tôi đã gặp cô rồi. Lần trước cô có tới quán ăn của A Thủy Sư. Chào chị. Cô cần sản phẩm gì để tôi giới thiệu cho cô. Mời ngồi. Cảm ơn. Phiên Phiên, làm ơn rót giùm chị ly trà. Dạ được. Cảm ơn. Cảm ơn chị. Chị thật là thân thiện đó. Không có đâu. Cô tới đây là muốn chọn liệu trình hay muốn mua sản phẩm chăm sóc? Tôi muốn mua sản phẩm chăm sóc. Vậy thì cô mua dùng hay tặng người ta? Tôi muốn tặng cho bồ nhí của chồng tôi. Hả? Tôi có nhầm không? Cô muốn tặng cho bồ nhí của chồng cô. Mà tại sao cô phải làm như vậy? Tại vì tôi yêu chồng tôi, còn chồng tôi thì yêu cổ. Vì muốn cho con tôi có một gia đình trọn vẹn, tôi đành phải yêu những người anh ấy yêu, tán thành cho hai người họ, chấp nhận bồ nhí của anh ấy. Tôi nghe thấy bất mãn quá. Đàn ông thì đầy ra đường, hơn nữa cô là một người rất xinh đẹp, tại sao phải sống tủi nhục như vậy chứ?
tôi cũng không biết nữa. Mà cái cô bồ nhí đó cũng kỳ thiệt, đã biết người ta có vợ rồi còn phá gia đình người ta nữa. Vậy mà cô đồng ý chấp nhận cô ta sao? Tuy là chúng ta không quen biết, nhưng mà chị đồng ý đứng bên phía tôi cảm động lắm. Nếu tôi là ba mẹ của cô bồ nhí đó, tôi nhất định phải khuyên cô ta, nói cho cô ta biết làm bồ nhí không có kết quả tốt đâu. Tôi cũng hy vọng có người giúp tôi khuyên cô ta. Chị có thể giúp tôi khuyên cổ được không? Xin chị đó, tôi thật sự không biết tìm ai. Bây giờ tôi cảm thấy chị là một người tốt, chị giúp tôi có được không? Tôi xin chị đó. Thôi được rồi, để tôi thử coi sao. Cảm ơn chị. Vậy thì sau khi tan sở, chị tới quán cà phê này, tôi hẹn cô ta ra, chị hãy giúp tôi khuyên cô ta có được không? Cô yên tâm đi, cứ giao cho tôi. Cảm ơn chị. Hôm nay nhập hàng về nhiều như vậy mà anh Giang Hải lại không có nhà. Phải nhanh lên. Alo. Được, tôi biết rồi. Tú. Là anh hả? Ai mới gọi điện tới vậy? Không có gì, vừa rồi có người khách gọi điện tới nói đôi giày của ấy mua hơi lạ. Không có gì đâu. Chỉ vậy thôi hả? Ừ. Được rồi, em vất vả rồi. Em ngồi nghỉ đi, để anh làm được rồi. Phải rồi anh Hải à? Ừ. Em hỏi anh một chút, nhà anh ở đâu vậy hả? Tại vì em nghĩ là chúng ta cũng quen nhau một thời gian rồi, có phải là cũng nên tìm một dịp nào đó làm quen với người nhà của anh hay không vậy? Tú Tú à, sao em nóng lòng quá vậy? Có phải em muốn anh sớm cầu hôn em không? Không phải đâu, ý của em không phải như vậy. Tại vì em thấy là chúng ta cũng quen nhau lâu rồi, anh cũng hiểu rõ về em. Anh biết em ở đâu, làm bạn với những ai, ai anh cũng biết hết. Nhưng mà còn đối với em thì ngoài việc biết anh với tiệm giày của anh ra, em không biết gì hết. Em nghĩ là chúng ta có phải là... Thấy em căng thẳng như vậy, nói đùa với em chút thôi. Em yên tâm đi, khi nào thấy thích hợp á, anh sẽ sắp đặt mọi người gặp nhau mà. Mình đã tới lâu rồi, sao không thấy ai hết vậy? Chị Mỹ Phụng. Tú Tú, sao em lại ở đây? Chị đó nha, chị bận rộn như vậy mà cũng có thời gian hẹn hò hả? Là ai? A Thủy Sư hay là bác Thanh Dân hẹn chị? Em đó, suốt ngày chị biết suy nghĩ lung tung. Là một người khách nhờ chị giúp cô ấy. Vậy còn em? Em cũng vậy, có một người khách nói mua giày của em mang vào chân thấy khó chịu, kêu em tới đây coi giùm cổ. Vậy thì chúng ta ngồi xuống đây chờ đi. Cũng được. Cho tôi thêm một ly cà phê nữa. Được rồi. Lạ thiệt, cũng đã lâu như vậy rồi, sao người hẹn với em còn chưa thấy tới? Còn nữa chị Mỹ Phụng, người hẹn với chị cũng chưa tới. Nhưng mà chị hẹn với người nào vậy? Cũng là một người khách thôi, tới chỗ của chị mua đồ, nói mua đồ cho bồ nhí của chồng cổ. Chị càng nghe thấy càng giận, nên mới nghĩ là giúp cô ấy ra mặt giải quyết vấn đề. Khách hàng? Nếu mà nói như vậy, chị với người này cũng đâu có thân thiết gì lắm đâu. Vậy làm sao mà giải quyết được? Thì cô ấy nói là sẽ gọi điện kêu cô bồ nhí đó ra, nhờ chị khuyên bảo kêu cô ấy đi đó. Chị Mỹ Phụng à, con người của chị đúng là quá nghĩa khí rồi. Chị cũng đâu có quen với cô bồ nhí đó, mà chị dám một mình tới đây. Lỡ như người đó chỉ tùy tiện nói như vậy, vậy thì chị phải ngồi đây đợi cả ngày hay sao? Phải ha. Nghe em nói như vậy, chị càng nghĩ càng thấy không ổn. Lâu vậy rồi cô ấy vẫn chưa tới. Hay là người khách đó có chuyện đột xuất không tới được, hay là cô bồ nhí đó không dám tới. Có khi nào bị chồng cổ phát hiện nên bây giờ hai người họ cãi nhau không?
chị đã nghĩ quá rồi đó, không thể nào đâu. Nhưng mà mình chờ lâu quá rồi mà họ vẫn chưa tới, vậy mình về đi. Thôi được rồi, mình về. Cẩn thận đó. Xin lỗi, cho tôi hỏi người nào là cô Mỹ Phụng vậy? À, là tôi đây. Cô có điện thoại nè. Điện thoại của tôi? Dạ phải. Dạ không có gì đâu. Dạ cảm ơn. Tú Tú à, em chờ chị nha. Alo, là cô hả? Người mà cô nói đó ở đây. Đâu có, không có. Cô nói là alo. 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 Ai vậy chị Mỹ Phụng? Cái cô khách đó đó. Cô nói cô bồ nhí đó đang ở đây, nhưng mà chị nhìn hết, ngoài hai chúng ta ra đâu có còn người khác đâu. Chị Mỹ Phụng à, chắc chị không nghi ngờ em là cô bồ nhí đó chứ? Không thể nào đâu. Em đã hỏi Giang Hải rồi, bây giờ anh ấy đâu có quen ai. Nhất định là có hiểu lầm gì đó. Nếu một người đàn ông có ý muốn lừa em thì sẽ không bao giờ nói sự thật. À, hay là em về lấy chứng minh thư của cậu ta, coi trên người phối ngẫu của cậu ta có ghi tên hay không. Làm như vậy thì biết ngay cậu ta có lừa dối em hay không. Em đã từng thấy chứng minh thư của cậu ta chưa? Nhưng mà chị cũng biết Giang Hải mà. Anh ấy là người thật thà như vậy, hơn nữa lại còn yêu thương em như vậy. Em quen biết anh ấy lâu vậy rồi, cũng chưa từng thấy anh ấy có quan hệ với người con gái nào khác. Chắc là anh ấy không gạt em đâu. Tú Tú, chị còn nhớ lần trước em từng nói qua với chị có một người con gái đeo sợi dây chuyền giống em. Chị không biết chuyện này thực ra có liên quan gì không, nhưng mà chị hy vọng em hãy về hỏi lại Giang Hải cho rõ ràng. Nếu mà cậu ta chịu nói rõ sự thật với em vậy thì tốt quá. Chị hy vọng em đủ can đảm để đối mặt với chuyện này. Sau này tự nhiên trở thành người thứ ba, bản thân mình cũng không biết. Có thể coi giúp cho em sợi dây chuyền này có phải đi đâu mua cũng có hay không. Lúc nãy em gặp bạn của em, cô ấy cũng có sợi dây chuyền giống của em đó. Nếu Giang Hải mua cho em chắc là mua riêng đó, chắc không phải là thứ đồ tùy tiện có thể mua được đâu. Chúng ta cũng đã quen nhau lâu rồi, anh cũng hiểu rõ về em rồi. Em ở đâu làm bạn với những ai anh cũng đều biết hết. Nhưng mà đối với em thì ngoài anh với tiệm giày của anh ra thì em không biết gì hết. Em yên tâm đi, khi nào thích hợp anh sẽ sắp đặt mọi người gặp nhau mà. Cô coi sợi dây chuyền của cô với của tôi giống hệt nhau đó. Ủa, hai sợi dây chuyền của chúng ta giống hệt nhau luôn đó. Đúng rồi. Em hỏi anh nè. Ừ? Anh tặng cho em sợi dây chuyền này, anh còn tặng cho người nào khác nữa không? Không lẽ là cô ấy? À, thủy sư. Xin lỗi, hôm nay có người bao hết quán này rồi ha. Cô ấy là bạn của con đó, cô ấy tên là Tiểu Ngọc, còn anh ấy là sư phụ chỉ cho con thiết kế giày. Họ có thể ăn chung với con không? Anh Phi Hùng, phải, chắc chắn là anh ấy biết gì đó. Anh Phi Hùng, anh mở cửa đi anh Phi Hùng. Có phải là anh biết gì đó rồi không? Anh Phi Hùng. Giang Hải, em đã yêu anh mất rồi.
Anh đừng lừa dối em nha. Nếu không anh kêu em phải làm sao bây giờ? Mẹ, sao mẹ đứng ở đây? Mẹ chờ con lâu chưa? Mỹ Phụng, không phải con tan sở lâu rồi sao? Con đi đâu vậy? À, con đi giải quyết giùm người ta một chút chuyện. Mình vô nhà đi mẹ. Khỏi đi, lên trên nhà làm phiền người khác lắm. Chúng ta đứng đây nói là được rồi. Mẹ, sắc mặt mẹ khó coi quá. Hay là mẹ cãi nhau với ba? Con đừng có suy đoán lung tung. Nhà không có chuyện gì, mẹ cũng không có gì đâu. Vậy thì con yên tâm rồi. Mẹ, mẹ tới thăm con vui lắm. Nhưng mà mẹ chưa từng tới đây vào giờ này. Hay là mẹ có chuyện gì cần nói với con? Mẹ nói đi. Mỹ Phụng, con có muốn biết tin gì ba ruột của con không hả? Con không muốn biết sao? Con có cảm thấy hối tiếc không? Con đã từng suy nghĩ muốn biết ba ruột của con là người như thế nào. Nhưng mà bây giờ con không còn suy nghĩ này nữa. Nếu vậy thì con... Mẹ, con không còn nhỏ nữa. Con biết phân biệt chuyện đúng sai mà. Ngày xưa con người đó đối xử với mẹ như vậy, hủy hoại cuộc đời của mẹ. Hạng người như ông ta con khinh thường lắm. Con càng không muốn biết ông ta là người như thế nào. Mẹ, mẹ đừng có quá đau lòng. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Mẹ coi, bây giờ mẹ đang sống hạnh phúc. Ba đối xử với mẹ rất tốt. Đây là những gì ông trời đền bù cho mẹ. Mẹ phải vui mừng lên chứ, hả? Mỹ Phụng, con đừng bao giờ quên. Đừng nhìn nhận con người đó. Trên thế gian này có ông ấy không có mẹ, có mẹ không có ông ấy. Suốt đời đi, mẹ không muốn nhìn thấy ông ta nữa. Nguyệt ơi Thu Nguyệt, rõ ràng cô chỉ còn nửa mạng sống thôi, vậy mà còn không chịu chết đi. Kỳ hạn chi phiếu thì càng ngày càng gần. Trong tài khoản chung của mình rõ ràng là có tiền. Nếu để tới ngày nhảy phiếu thì tới ngày cô chết đi, tôi phải chia của cô một nửa gia tài, e là khó lắm đó. Em yêu à, em thấy trong người không được khỏe hay sao vậy? Sao mà ói dữ quá? Em yêu à, chúng ta là vợ chồng, ở chung một nhà mà. Em cần gì cứ anh một tiếng là được rồi. Anh sẽ chăm sóc cho em mà. À, em yêu à, em chờ anh một chút nha. Anh muốn làm gì? Ừ.
Ngày trước á, em hết lòng coi trọng anh, đề bạt anh cho anh làm chồng của em. Bởi vì anh mới từ một nhân viên tầm thường, mỗi tháng kiếm vài chục ngàn, một bước lên ngồi ghế tổng giám đốc. Nói thật nghe, cuộc đời của anh á, nhờ phước đức của em đó. Cho dù anh có thể tới cỡ nào, hầu hạ em là bổn phận của anh mà. Anh biết dạ dày của em không tốt, nên anh cố tình tìm canh gà này để bổ dưỡng cho em. Vậy thì em sẽ có sức khỏe. Cho dù em có muốn đánh anh, muốn chửi anh thì cũng có sức hơn mà, đúng không? Nếu trước giờ anh có lòng đối đãi với tôi như vậy thì hôm nay chúng ta đâu có trở mặt với nhau như vậy. Em yêu à, nói thật nha, anh hối hận lắm rồi. Trước đây tình cảm của chúng ta tốt lắm mà, và cũng ngọt ngào lắm mà, có đúng không em? À, anh có từng nghe nói câu này, một người cho dù tốt tới cỡ nào mà không muốn đi theo mình suốt đời thì người đó chỉ là một người qua đường thôi. Nhưng mà còn một người khác, cho dù anh ta có bao nhiêu khuyết điểm mà tất cả mọi chuyện đều chấp nhận, như mình nhìn đi với mình tới cuối cuộc đời, thì đó chính là yêu thương. Nhưng tôi biết người đó không phải là anh.